Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay lại kênh. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn điều trị heo tiêu chảy phân vàng mà thường ngày chúng ta chích thuốc mà vẫn không hết. Do chúng ta điều trị nhiều ngày mà không hết, dẫn đến con heo tiêu chảy và mất nước rất nhiều. Từ từ nó sẽ suy kiệt đi và làm hao hụt đàn heo của chúng ta. Chính vì vậy, hôm nay mình sẽ hướng dẫn chi tiết và điều trị dứt điểm heo tiêu chảy phân vàng ngay từ đầu để giảm hao hụt đàn heo của chúng ta. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi xem con heo tiêu chảy phân vàng như thế nào. Ở đây thì hiện tại có một con heo đang bị tiêu chảy phân vàng. Thì đây là phân của nó đi. Thì mình sẽ tiến hành điều trị con heo này bằng Visalut hay là tên là Gosulin. Mình sẽ điều trị cho nó vài ngày để xem coi là nó như thế nào, nó có hay thuốc chích hay không. Thuốc chích thì mình chích thẳng cày cũng 3-4 ngày rồi nhưng mà nó không có hết, nó chuyển sang phân vàng. Thì hôm nay mình sẽ tiến hành đút cho nó bằng thuốc bột Gosulin. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chọn thuốc bột trị tiêu chảy heo phân vàng hiệu quả và nhanh khỏi. Nguyên liệu mình dùng đó là cám, lupan. Ở đây là thuốc bột Gosulin. Các bạn nên nhớ là thuốc bột này không phải như giống như các thuốc bột khác. Thuốc bột này là loại là không tan được trong nước nhưng mà nó có thể hòa chung được với cám. Đây nguyên liệu như đây thì mình như ở đây là nửa nắm cám, thì mình sẽ liều chừng một ít thuốc thôi. Bây giờ ở đây mình nắm chừng là mình chọn bao nhiêu đây để mình đút vô heo, bởi vì nhiều quá nó đắng heo lắm, nó không tốt cho đường ruột. Sau mình thấy đều lên, mình sẽ chọn đều lên, chọn đều để cho cái thuốc này nè nó thấm vào trong cám, nó hòa trộn với cám. Rồi khi sau khi mình chọn đều á, mình sẽ cho một ít nước vào. Mình lưu ý là mình chỉ tưới cho hột cám nó ướt một lần thôi, đừng có cho nó ướt nhiều quá. Sau khi chúng ta ngâm cho hột cám cho nó như vậy khoảng chừng 5 đến 10 phút sau thì hột cám nó sẽ nở bung ra, thì mình sẽ trộn tiếp. Đây các bạn nhìn cám nè, cám này đã nó đã nở nè, nó nở ra nè. Bắt đầu mình sẽ lấy tay mình sẽ bóp cho nó hòa chung với thuốc lúc nãy. Bây giờ nó quến thành cục rồi nè. Bây giờ mình chỉ cái việc mình bóp, mình nhồi cám với thuốc là cho nó đều thôi. Còn như các bạn hồi nãy đổ nước vô mà ngâm luôn á, là cám lớp ở dưới, thuốc nó trôi lên lớp trên mặt, nó không bao giờ mà nó dính lại với nhau được. Sau cám nè nó hơi ngã về xám xám nè, thuốc đó đó. Đây bây giờ mình làm gì thì bây giờ bắt đầu mình đổ nước vô thôi. Bây giờ bắt đầu chúng ta đổ nước vô, chúng ta ngâm thôi. Nhiều nước đây chắc khoảng 60 c. Rồi bây giờ cám nó cũng còn hộp hộp nè, bây giờ mình chỉ đợi cho nó đều ra, bắt đầu mình rút vô xi lanh rồi mình đút cho heo tiêu chảy phân vàng nặng. Thường thường heo mà tiêu chảy qua phân vàng đó là nó nặng lắm rồi, tiêu chảy nặng lắm rồi. Phải có thuốc này nè, hoặc là thuốc nào mà rất là hay chị mới hết, chứ thuốc tiêu chảy chích thông thường không bao giờ chích hết. Tại vì nếu mà chích hết thì đâu có tiêu chảy qua phân vàng đâu. Sau khi chúng ta tiến hành ngâm thuốc khoảng 10 phút thì chúng ta sẽ chuẩn bị thêm một cái xi lanh để chúng ta hút thuốc này lên. Đây, xi lanh chúng ta hút lên. Sau khi chúng ta hút thì chúng ta tiến hành đi đút cho heo. Thì chúng ta sẽ đi đút cho heo. Chúng ta bóp mỏ nó bên hông nè, chúng ta tiến hành đút. Chúng ta bơm từ từ thôi để cho nó nuốt xong hết rồi bắt đầu chúng ta bơm thêm. Đó,
thuốc này nó rất là đắng. Lấy hai tay chúng ta chặn hai bên mép nè, nhiều khi nó ngậm lại là nước nó sẽ tràn lên nè, đây là nó chạy lên tới nè, mình chặn lại để cho nó bớt rồi nó uống xuống từ từ. Con heo này đây là ngày thứ nhất mình sẽ đút cho nó, bắt đầu ngày mai mình sẽ đút tiếp cho nó, mình sẽ đút liên tục 3 ngày, sáng chiều. Nó ốm nó lòi sinh sống nè, nó đi chảy phân vàng nè. Hôm nay là ngày thứ hai, mình sẽ quay cho các bạn xem con heo ngày thứ hai. Ngày thứ nhất thì nó là phân vàng, ngày hôm nay thì nó hơi đục hơn rồi nè các bạn, để mình cho các bạn xem nó đi phân đó nè. Đây, phân nó khác với phân ngày thứ nhất nè. Đây, hôm nay là ngày thứ hai của nó. Đây thì mình sẽ tiến hành pha thuốc cho nó. Đây mình sẽ bỏ vô một ít cám. Mình bỏ vô một ít thuốc. Thuốc này bỏ nhiều nó rất là đắng. Dạ, nó bỏ nhiều mà heo nó ngày nào nó cũng uống nhiều đó. Cái đường ruột của nó là nó bị giống như nó nóng, cái đường ruột nó lở lét đường ruột vậy đó. Thuốc này thì thuốc nào cũng vậy, nó đều có tác dụng phụ, nếu uống quá liều thì nó sẽ hại thôi. Đây mình trộn cám rồi mình sẽ bỏ thêm một ít nước cho nó. Bây giờ chúng ta sẽ bỏ cho nó một ít nước, chúng ta trộn cho cám nó thấm ướt đều lên khoảng cho một chút nữa cám này nó sẽ nở ra. Các bạn lưu ý nhìn kỹ nè, đó, cám nước này nó không tan được trong nước nè, thấy không? Nó không tan được trong nước nè, nó nổi trên mặt này. Nên chúng ta phải ngâm với cám để cho nó tan cám ra, bung cám ra rồi mình sẽ bóp nó sẽ hòa quyện vào cám, rồi mình mới ngâm nước để cho cám nó mềm nó nở ra. Rồi bây giờ sau khi chúng ta đã ngâm được khoảng 5 phút thì cám nè nó sẽ nở ra nè. Đó, chúng ta bắt đầu vét nè, chúng ta bóp nó lại, nó sẽ hòa vào cám thì cái màu nó hơi xám hơn. Mình nhồi nó, giờ nó đã mịn rồi, giờ mình sẽ đổ nước vô. Trước khi chúng ta rút thì chúng ta chuẩn bị một cái xi lanh, chúng ta sẽ rút hết cái phần thuốc này để đổ cho con heo. Rồi sau khi chúng ta rút thì khoảng 17 xi thuốc, bây giờ chúng ta sẽ rút cho nó. Qua bơm từ từ thôi để cho nó nuốt. Chúng ta lấy tay nè bóp chặn che cái miệng nó, bởi vì á không che là tới đây là nó chào ra nè.
che tay này lên là mình khích lên, chặn ra thuốc nó trào lên tới đây rồi nó xuống từ từ, thôi buông ra nè, nó tới đây là nó sẽ chảy ra. Đây, chúng ta coi cái phần heo nè, bây giờ nó đã hơi ráo ráo rồi nè, mình sẽ đút cho nó một ngày mai nữa. À, chúng ta cần chích cho nó một mũi tiêu chảy, mỗi ngày một mũi là khoảng 2C. Đây mình đút xong mình bỏ qua cho nó đi nè. Bởi vì nó mới tách mẹ nó, rồi nó ăn cám mới nữa, rồi bắt đầu nó sẽ tiêu chảy. Rồi chích 3-4 ngày nó không hết thì nó sẽ tiêu chảy nước loãng sang nó chuyển vàng. Giống như con heo này, mình phải đút thuốc này nó mới hết được, còn chích là không bao giờ hết. Mình chích thêm khoảng chừng, nếu mà phân vàng mà mình không biết trị, khoảng chừng một tuần nữa là nó sẽ chết.